cách phân biệt bút chì đá thật và bút chì đá fake. Nghề phun xăm mình cái gì người ta cũng làm giả được. Tuần trước mình mới đặt một hộp bút chì cái hãng này này, thì lúc mình đặt về ấy, thì mình thấy là cái chất chì nó lạ lắm, nó không giống như là cái bút chì mình vẫn thường vẽ. Thế là mình gọi điện cho cái bà mà bán cái hộp bút chì này cho mình á, thì bà ấy đổi lại hộp mới cho mình. Tiếc cái là mình quên chụp lại cái bút chì fake kia để mà so sánh cho mọi người thấy cái sự khác biệt. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ ra cho mọi người thấy một số cái đặc điểm nhận dạng của cái bút chì thật nha. Cái vỏ của bút chì thật này này, nó sẽ có cái tông vàng vàng, vàng nhạt. Nhưng mà cái bút chì fake á, cái màu của nó sẽ là cái tông hồng hồng ấy. Cái ruột của bút chì fake ấy, nó cũng nhỏ hơn một xíu so với cái ruột của cái bút chì thật này này. Và ở trên thân bút á, thì cái bút chì thật này nó có các cái thớ này này, dọc 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 sọc dọc này này. Nhưng cái bút chì fake á, thì nó rất là bóng luôn, nó rất là láng luôn ấy. Và điều quan trọng nhất á, là mọi người để ý những cái chi tiết rất là nhỏ này. Ví dụ như là các cái dấu chấm này. Đây mọi người có thể thấy cái dấu chấm rất là bé này, nó rất là sắc nét nha. Cũng như là mọi người sẽ để ý là nó có cái chữ R này. Ví dụ ở đây có chữ R rất là bé luôn, nhưng mà những cái nét của nó rất là sắc nét luôn. Còn cái bút chì fake á, nó không thể làm nhỏ được như thế này. Chữ R nó to hơn rất là nhiều, và nó còn bị nhoe nữa. Nếu mà cái bút của mọi người á, mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ đấy á, mà nó bị nhoe, nó bị mất nét á, mọi người cứ cầm cái bút của mọi người ra và so sánh với cái bút mà mình đang quay đây. Nếu mà nó có các cái đặc điểm mà mình vừa nói trên á, thì nó fake chắc chắn luôn. Xem xong nhớ follow kênh của mình nha.